Em xin chào các bác, thì đây là một cái video mà test hàng trước khi mà bàn giao cho khách hàng. Thì cái đơn hàng ở trong cái video này đó là bác khách có mang ở bên em một cái đầu chọn bài karaoke đến từ thương hiệu Việt KTV. Và cái đầu này thì anh ấy mua từ rất lâu rồi các bác nhé, đầu đời cũ mua từ rất lâu rồi. Con này đầu này anh mua phải 7-8 năm rồi nhỉ? Đây đây bác khách đây này các bác nhé, thì mua cái đầu này từ 7-8 năm rồi. Thì 7-8 năm về trước ấy, thì cái công nghệ của cái đầu này thì là cái công nghệ đời cũ. So với cái nhu cầu bây giờ thì cái đầu này nó không còn cái giá trị sử dụng tốt hơn được nữa. Thì bác khách thì bác đã gửi về bên em để mà nâng cấp lên cái hệ thống mà đời mới nhất, cao cấp nhất. Thì có nghĩa là cái đầu đời cũ này thì bên em sẽ vẫn tận dụng lại cho các bác là cái vỏ đầu. Và bên trong cái đầu hát karaoke này là nó có cái ổ cứng, thì em sẽ tận dụng lại cái ổ cứng và tận dụng lại cái mên nguồn. Và em sẽ thay toàn bộ cái mên mạch ở bên trong. Thì bản chất của cái đầu này là dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp, nhưng mà do là nó là một cái hệ thống mà đời cũ rồi và không, bây giờ nó không đáp ứng được nữa, thì khách hàng đã gửi về bên em để nâng cấp lên một cái hệ thống mà đời mới nhất, cao cấp nhất ở đây. Thì để cho các bác dễ hình dung ấy, thì đây là ví dụ như đây cũng có một cái đầu mà khách hàng gửi bên em để nâng cấp này. Thì cái quá trình mà nâng cấp thì đây là một cái đầu phiên bản cũ ấy, thì khi mà gửi bên em thì bên em sẽ vẫn tận dụng lại cho các bác cái ổ cứng để chứa dữ liệu bài hát. Thì đây là cái ổ cứng chứa dữ liệu bài hát, là những cái bài hát mà các bác cóp sẵn vào, chỉ việc cắm điện là dùng thôi. Thì em sẽ vẫn lại lấy cái ổ này và cóp những cái bài hát mới nhất của cái thương hiệu Smartcar. Và thứ hai, đây là cái mên mạch xử lý cũ của đầu, và đây là cái thứ ba là cái mên nguồn. Thì em vẫn tận dụng cho các bác cái mên nguồn này, vẫn tận dụng được cái ổ cứng, nhưng mà cái mên mạch này thì sẽ tháo vứt bỏ đi, và kèm theo cái mên thì nó là cái phần chặn mên ở phần phía sau sẽ tháo vứt bỏ đi. Và đây các bác thấy là số lượng mên mạch mà khách hàng gửi về bên em ấy, nâng cấp lên thì các bác thấy là số lượng mên mạch như này, thì các bác thấy số lượng đầu bên em nâng cấp thì rất là nhiều. Thì khi mà nâng cấp thì bên em thì có rất nhiều những cái loại mên mạch khác nhau để mà nâng cấp các bác nhé, rất nhiều luôn ạ, rất là nhiều những cái dạng mên mạch khác nhau của những cái hãng khác nhau. Ví dụ như là hãng Smartcar này, hãng Okara này, hãng Việt KTV này, hãng Việt K này, và rất là nhiều những cái hãng khác. Thì các bác sẽ tùy vào các bác lựa chọn là thích cái hãng nào. Và hôm nay thì bác khách này thì bác ấy lựa chọn là cái hãng của bên Smartcar. Thì cái hãng của Smartcar thì nó có rất nhiều những ưu việt hơn những cái mên của những cái hãng khác, là ở cái chỗ là cái mên mạch này thì nó là một cái hệ thống mà giải trí đa phương tiện, tiện không những là hát karaoke mà nó còn có lại làm rất rất nhiều những cái việc khác, ví dụ như lướt web vào Facebook, xem phim ca cộng, xem phim 3D này, xem nghe nhạc lốt lét này, xem chương trình truyền hình ca cộng này, xem chương trình truyền hình VTV, và rất rất nhiều những cái app để sử dụng. Đặc biệt là có thể là xem được ca cộng là chương trình truyền hình trả phí, thì ngay ở trên cái phần cứng của con này thì nó có rất nhiều tính năng. Thì cái mên mạch thì bên em đây các bác thấy là phần phía sau cái đầu nhé. Phần phía sau đây là phần cái vẫn là cái vỏ cũ tận dụng của khách này, nhưng mà phần phía sau thì các bác thấy đây là đó là cái phần chặn mên mới cứng. Thì đây là cái mên mạch mới, thì em sẽ kèm theo cái chặn mên như này. Thì đây là cái mên mạch đã lắp mới vào đó. Thì cái hệ thống này thì được xuất đường hình HDMI, là đường hình sắc nét nhất thế giới. Đường tiếng thì nó sẽ có đường tiếng đường hoa sen thường, và nó có đường tiếng đường cổng cổng quang ở đây, là đường tiếng hiện đại nhất bây giờ. Và giao tiếp với cả màn hình cảm ứng thì nó sẽ có đường VGA và có cái jack cảm ứng để giao tiếp với màn hình cảm ứng. Và giao tiếp với mạng internet thì chúng ta sẽ có hai hình thức, một là các bác sẽ cắm thẳng trực tiếp dây mạng ở đây, hai nữa là các bác có thể là bắt wifi. Và trên cái hệ thống này thì nó rất là tiện, là nếu mà trong trường hợp mà các bác có màn hình cảm ứng thì nó lên cái giao diện ở trên cái màn hình cảm ứng như này để các bác dùng, hoặc là các bác không có màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ sử dụng ngay cái điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để chúng ta làm một cái màn hình cảm ứng không dây từ xa để các bác điều khiển cái đầu này từ xa, tua bài, chọn bài, lách bài. Hoặc là các bác có thể là sử dụng song hành là giữa cả cái màn hình cảm ứng này, con chuột máy tính, các bác có thể là sử dụng cái con chuột máy tính để các bác chọn bài trên cái đầu này, hoặc là sử dụng mà điện thoại di động hoặc là máy tính bảng. Hoặc là các bác có thể là tận dụng ngay cái màn hình của cái máy vi tính đời cũ ấy, cái màn hình của máy vi tính đời cũ thì các bác cắm vào đây, và các bác cũng có thể là sử dụng cả con chuột kết hợp với cả màn hình vi tính đời cũ để các bác chọn bài. Thì con này nó rất là đa năng trong cái cách sử dụng các bác nhé, rất là đa năng trong cách sử dụng. Và đây là ví dụ như là có cái màn hình cảm ứng thì nó sẽ lên cái giao diện như này. Đây anh ơi, đây thì ví dụ như là anh nếu mà về sau, ví dụ ở bác khách này thì hiện giờ là bác ấy chưa sử dụng đến màn hình cảm ứng, thì bác ấy sử dụng điện thoại, thì chút nữa em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng điện thoại. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh có màn hình cảm ứng nhá, thì nó sẽ lên cái giao diện như này. Thì trên cái giao diện chính này là cái giao diện dành riêng cho hát karaoke. Thì trên cái giao diện này nó có 3 mục, là cái mục đầu tiên đó là cái mục karaoke này này, là cái mục mà những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong cái ổ cứng của anh ấy. Đấy thì những cái bài hát đấy thì chỉ việc là cắm dây điện vào là chúng ta sẽ sử dụng được luôn ở những bài hát ở đấy. Ở đây các bác nhé, cái giao diện là khi mà có màn hình cảm ứng này, thì đây là cái mục karaoke, là những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng. Còn hai cái mục còn lại ở đây là cái mục YouTube này và mục SoundCloud này, là cái mục mà cần mạng internet. Thì các bác mạng internet thì các bác có thể là cắm dây trực tiếp vào đầu, hoặc là các bác có thể là bắt wifi. Thì cái ưu việt nhất ở trên cái hệ thống này đó là cái karaoke YouTube này, là karaoke online, là các bác sẽ cắm dây mạng vào đây, các bác sẽ hát online. Và ở đây nha anh nhé, thì nó có cái công tắc màu xanh này. Thì nếu mà anh tắt cái công tắc màu xanh này thì nó là YouTube bình thường, giống với cả YouTube TV với cả giống những cái thiết bị karaoke của những cái hãng khác. Nhưng mà khi mà anh bật cái công tắc màu xanh này lên thì nó là YouTube chuyên nghiệp, là YouTube nó chạy qua cái server của hãng Smartcar ấy.
là nó chạy qua một cái máy tính chủ, và cái máy tính chủ đấy là có đội ngũ nhân viên là người ta sẽ chọn ra những cái bài hát karaoke chuyên nghiệp, nó không có quảng cáo và chất lượng âm thanh hình ảnh là tốt nhất. Và khi mà anh chọn bài là anh không cần phải gõ cả tên bài hát, ví dụ em chọn bài về này, đâu này, mái tóc người thương, thì anh thấy là em chỉ cần gõ tắt thôi, em chỉ cần gõ tắt chữ cái thôi. Đây em bỏ chữ K này ra dịch xem này cho đỡ vướng này. Đây, về đâu mái tóc người thương anh nhìn thấy không? Đấy, chỉ cần gõ tắt thôi, sau đó thì ấn tìm kiếm thì lập tức là nó sẽ chạy có ngay cái bài về đâu mái tóc người thương. Và do là nó chạy qua một cái server riêng thì là tốc độ nó truy xuất nó rất là nhanh. Đấy, và bài hát thì rất là phong phú, và đặc biệt là nó sẽ thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh nó tốt nhất. Đấy là phần ưu tiên nhé, và anh có thể là chọn nhiều bài và chúng ta có thể là ưu tiên bài hát hoặc là ưu tiên cho những người đến sau mà chọn sau nhưng được hát trước. Và cái phần cuối cùng là cái phần SoundCloud này, là những cái bài mà hát mà nghe ca nhạc là hay nhất, chọn lọc nhất ở trên mạng thì nó sẽ nằm ở trong cái mục này. Thì đấy là nếu mà có màn hình cảm ứng. Tiếp đến là trên cái điện thoại, đi anh đưa cái điện thoại em giới thiệu luôn. Ở đây thì bác khách thì bác ấy đã cài ở trên điện thoại rồi các bác nhé, thì các bác có thể là sử dụng ngay cái điện thoại làm một cái màn hình cảm ứng không dây. Ở đây đấy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng luôn cái app ở trên cái điện thoại này, anh giơ hộ em lên. Ở ví dụ ở đây thì các bác sẽ có cái màn hình này, chúng ta sẽ chọn ở đây và chọn cái bài tên bài hát, gõ tên bài hát vào đây này, và ví dụ như cái chọn thì ấn vào đây. Đây thì đây là những cái bài hát ở bên trong ổ cứng, thì anh ấn vào phần tất cả này thì là những cái bài hát ở bên trong ổ cứng này. Ở đây ví dụ anh ấn qua bài đi, anh ấn qua bài thì thấy là anh thấy trên trên màn hình TV nó qua bài đúng không? Đấy, và ví dụ ở đây là những cái bài hát bên trong ổ cứng nhá. Còn anh còn cái phần đã chọn này là những cái bài mà mình đã chọn mà mình có thể là ưu tiên cho người đến sau chọn sau nhưng mà sẽ hát trước này. Còn cái phần mà anh muốn hát online thì anh ấn vào phần ở phía trên nó có chữ YouTube này. Đấy, và đây anh ấn vào phần YouTube thì đây là những cái bài hát mà có trên mạng. Trên mạng này thì em vừa bảo anh là có cái công tắc màu xanh này này, tắt đi thì nó là YouTube bình thường, còn nếu mà bật công tắc màu xanh lên thì nó là YouTube dành riêng cho hát karaoke chuyên nghiệp. Đấy thì ở đây là tua bài, lấy bài rồi chọn bài thì nó cũng thao tác nó toàn tiếng Việt thì nó rất là dễ. Và ở đây ví dụ đúng rồi, cái ở phần phía dưới là tua bài đấy, đấy là hát lại từ đầu ấy, mình đang hát dở mà muốn hát lại từ đầu thì ấn vào cái nút này. Còn đây là tăng giảm âm lượng này, tông nhạc này. Và ở đây ví dụ nhá, anh ấn ở phần phía góc bên phía tay đây ạ, ở phần phía dưới này nó có cái hình cái bút này, anh ấn vào đây. Đấy, anh ấn vào gửi chữ đi, gửi chữ rồi anh ấn một cái chữ bất kỳ đi, anh ấn một cái chữ bất kỳ đi, anh cứ ấn đi, ấn loạn đấy thôi, xong ấn gửi lên, đại loại là anh muốn viết cái gì đấy. Thì anh nhìn ở trên TV là giữa màn hình cái TV nó có chữ màu vàng kìa, là cái ký tự mà anh vừa viết đấy. Đấy thì ví dụ anh muốn là ví dụ như chúc mừng sinh nhật hay là bạn hát dây hay hay gì đấy, đại loại đang hát mà ví dụ như muốn trêu đùa ai đó thì viết lên. Nhưng mà đấy, chỉnh sửa thế nào, đưa lên đưa xuống thế nào? À không, nó chỉ cái chữ này nó chỉ hiện ở giữa màn hình thôi. Vâng, anh không chỉnh như điện thoại như máy tính à? Không, cái đấy thì cái giao diện đấy nó không hiện như máy tính. Cái này thì nếu mà chỉnh như máy tính thì nó lại muốn bố cục không được à? À ví dụ như là mà anh muốn mà cái này là khi mà đang hát, cái này là khi mà đang hát thì anh có thể anh gửi chữ lên thì nó chỉ hiện lên độ khoảng chục giây thì nó tự nó mất đi. Đấy. Còn ví dụ như mà anh muốn cài cái video của demo của gia đình ấy thì lại phải gửi ảnh cho bên em, xong em bên em làm video khác. Thì đấy là cái video demo nó khác. Còn đây là khi mà đang hát thì nó đang có ca sĩ nó hát kìa. Thì mình không thể trồng cái video khác lên được, thì nó mất chữ hết hát. Mà nó chỉ hiện cái chữ mình vừa ấy lên thôi, trên trồng lên cái video của ca sĩ người ta hát. Hoặc là anh vẫn ấn vào đây đi. Đấy, xong anh ấn vào hình ảnh. Anh ấn vào hình ảnh. Đấy, anh chọn ảnh. Rồi, anh vào đấy, ví dụ như anh muốn gửi một cái ảnh nào của trong điện thoại của anh lên trên TV chẳng hạn, anh chọn một cái ảnh bất kỳ đi. Đấy. Có nghĩa là anh có cái này nó có chức năng là gửi ảnh lên trên TV, anh chọn ảnh bất kỳ thôi ở trên ấy, đấy, ảnh nào cũng được. Ở trong điện thoại. Để mình thử thôi. Đấy, xong đây là cái khung trắng này là anh lựa chọn là cái ảnh lên, anh ấn đấy, anh ấn vào đấy. Đấy, thì nó sẽ hiện lên ở trên TV. Ở cái điện thoại là anh cài lên cái phiên bản mới nhất của em nhá, thì nó sẽ tích hợp vào đấy, có đại loại là khi mà anh ấn vào đấy thì nó sẽ gửi lên trên TV này, đây này. Đây này, đây này. Đấy, thì là điện thoại mà mình mà update lên cái phiên bản mới nhất thì là mình sẽ cái giao diện nó sẽ nhanh nhất. Thế anh sẽ nhìn cái hình tròn ở bên trên TV không? Đây là cái hình ảnh mà anh vừa chia sẻ ấy, thì là có nghĩa là nó sẽ không che cái chữ của anh hát đi. Đấy, mà anh vẫn trình chiếu được cái ảnh đấy. Ảnh đấy thì anh có thể là anh lấy cái điện thoại anh chụp trực tiếp đang hát này, chụp trực tiếp cái người xung quanh ấy, đưa lên trên TV cũng được. Hoặc là sử dụng cái điện thoại là lấy cái ảnh ở trong điện thoại để đưa lên cũng được. Đấy là giải trí thêm nhá. Đấy là vừa rồi là một số những cái tính năng chính. Còn nếu mà trong trường hợp mà anh có cái màn hình cảm ứng mà anh muốn sử dụng nhiều cái tính năng hơn ấy, thì ở đây ví dụ như đầu tiên em rất thích ở cái này thì nó có hai cái chế độ. Đó là đây em sẽ thoát cái ứng dụng ra. Có nghĩa là dùng gia đình thì không phải lúc nào cũng ngồi hát karaoke đúng không? Thì ví dụ như không hát karaoke thì anh có thể là xem rất là nhiều những chương trình giải trí khác. Và ví dụ như là truyền hình K cộng, hoặc là đây ví dụ em sẽ cho anh xem cái này, nó rất là hay này. Đây.
Đây là cái dữ liệu bên trong ổ cứng nhá, đây là cái ổ cứng của anh này, ấn vào đây này là cái dung lượng ổ cứng. Thì ở bên trong ổ cứng này thì em sẽ copy cho anh một cái số cái phim 3D để em cho anh xem cái phim 3D này cực kỳ đã luôn. Có nghĩa là cái trên cái hệ thống này thì cái phần cứng của cái main smart này thì nó là một cái phần cứng cực kỳ hiện đại, nó sẽ đọc được cái phim 3D là cái phim chất lượng hình ảnh mà cao cấp nhất thị trường hiện giờ. Thì khi mà các bác xem cái phim 3D thì các bác thấy cái hình ảnh của nó rất là đẹp mà cái độ sâu của ảnh nó rất là tốt. Ở đây thì thưa các bác này, đây các bác khách này, bác ấy đeo cái kính. Khi mà chúng ta xem cái phim 3D thì chúng ta phải đeo cái kính 3D vào. Thì anh xem cái phim sướng không? Xem đã mắt không? Sướng nhờ. Để xem nó trong vắt đúng không? Ảnh nó trong vắt mà là ảnh nó có độ sâu mà như kiểu là anh nhìn thấy con chim nó đang ở ngoài tivi chứ nó phải trong tivi đúng không? Sướng không? Xem đã không? Không phải tivi nào cũng xem được. Không phải tivi nào cũng xem được đâu. Có nghĩa là cái tivi phải có chế độ 3D. Đấy, và anh phải đeo kính 3D vào. Đấy, và cái phần cứng của chúng ta là nó phải có tích hợp là nó truyền hình ảnh 3D. Thì đây là con này đời rất là cao đó nhá. Nhưng mà anh công nhận anh xem sướng không? Sướng không? Đấy, đây nha em, đây nha em bảo nha. Ở trên cái tivi của anh ấy, đây em bách lại này. Đây là cái ổ cứng của em nhá. Đây là cái ổ cứng này. Đây anh ấn vào cái ổ cứng này em cóp những cái dữ liệu có sẵn ấy. Trên này không thể hiện được. Đúng rồi, trên đấy không có, phải có màn hình cảm ứng thì anh mới vào được cái chuyên sâu hơn. Còn trên cái điện thoại là chỉ cái hát karaoke chuyên nghiệp thôi. Còn cái chuyên sâu hơn thì phải có cái màn hình cảm ứng này. Anh vào đây, cái phim 3D đây nhá. Còn nếu ví dụ như phim 4K đây này, cái phim này đây em sẽ bật cho anh cái phim 4K thì cái chất lượng hình ảnh 4K đây. Đây là cái phim 4K, vừa rồi là cái phim 3D. Còn cái phim 4K là đứng chất lượng hình ảnh nó đứng sau phim 3D, nhưng mà các bác cũng thấy đây là cái hình ảnh ở trên TV thì nó cực kỳ là mượt luôn. Đấy, phim 4K các bác nhá. Nếu mà các bác mà cái TV chuẩn 4K thì xem cực kỳ là mượt luôn. Đấy là cái một số những cái tính năng chính. Tiếp đến là ví dụ như là các bác muốn nghe cái này nữa là cái quan trọng này là nghe nhạc lốt lét. Nghe nhạc lốt lét thì anh nghe cái nhạc lốt lét là cái nhạc mà cái file gốc ở phòng thu ca sĩ người ta hát ấy. Đấy. Thì ở trên này thì nó đọc được luôn. Không, cái phải có màn hình cảm ứng. Đây, thì cái nhạc lốt lét là cái nhạc đuôi của nó là đuôi chấm FLAC này. Đây, em sẽ quay vào cái màn hình này anh nhìn này. Đây là đuôi FLAC. Bình thường cái nhạc MP3 là đuôi chấm MP3, nhưng mà đuôi FLAC đó là cái nhạc lốt lét, là cái nhạc cao cấp nhất ở phòng thu. Đây anh sẽ nghe thử cái bài này nhá. Thưa bác là cái bài này thì bài này có bản quyền thì ra em sẽ nháy nhạc thôi bác nhá. Đây. Nghe rất đã đúng không? Anh nghe rất là đã tai luôn. Đấy là cái nhạc lốt lét. Và tiếp đến này đây, ví dụ anh muốn cài cái ứng dụng gì đây, em vào khu vực này. Ví dụ anh muốn cài cái K cộng đúng không? Đây My K cộng này, anh ấn vào My K cộng anh cài đặt lên. Ở đây thì máy mới đây là lần FPT có được không? Cái điện thoại không được à? Nếu mà anh sử dụng K cộng FPT ấy, thì anh phải có màn hình cảm ứng thì anh mới điều khiển được. Không, phải có màn hình cảm ứng thì anh mới điều khiển chuyên sâu được. Chứ còn điện thoại thì là chỉ chọn bài karaoke thôi. Còn những cái ứng dụng chuyên sâu là thì phải có cái màn hình cảm ứng này. Đấy. Đấy thì là cài đặt cái em vừa cài đặt cái K cộng này, hoặc là anh có thể là cài cái VTV Go để xem những chương trình VTV trực tuyến luôn. Thì cái VTV thì hay cái là có thể là anh xem lại những cái chương trình truyền hình đã phát sóng. Đấy, mà bỏ lỡ không xem được thì anh có thể xem lại được cái trên cái ứng dụng này. Và cái này là thì nó có rất là nhiều ứng dụng khác nhau, và ví dụ như là anh mà ở nhà mà có những cái hình ảnh của gia đình ấy thì anh có thể là cóp vào đây, xong là anh trình chiếu lên trên TV, hoặc là những cái video hình ảnh của gia đình ấy, trình chiếu lên trên TV thì rất là hay. Đấy thì giới thiệu sơ qua đấy. Thì cái này thì bên em có rất nhiều những video giới thiệu rồi. Thì anh em về em sẽ gửi cho. Bài anh làm về bảo ông nhìn thấy kia, ông nhìn thấy là hai cái rồi. Ở đây thì thưa các bác là ở đây thì cái đầu này thì đã tất cả chức năng đã ok các bác nhá. Tất cả chức năng đã ok ở đây. Thì ở đây thì các bác thấy ở phần phía sau đây thì là cái phần chặn main này, là hàng mới cứng này, phần nguồn vào này. Thì tất cả chức năng đã ok, đặc biệt là cái con này nó xuất hình ảnh là HDMI thì hình ảnh nó sắc nét. Và các bác có những cái dữ liệu cắm ngoài thì các bác cắm qua cổng USB như này, cắm qua cổng USB như này để chúng ta đọc những cái dữ liệu cắm ngoài ở đây thì rất là hay. Ok thưa các bác, thì đã sản phẩm đã ok rồi thì em bàn giao cho khách hàng cái sản phẩm này. Và bên em là bên lương âm thanh, lương audio, số điện thoại của bên em là 0988646683. Trong cái quá trình mà sử dụng những cái thiết bị âm thanh mà các bác có những cái nhu cầu gì thì các bác sẽ liên hệ với bên em, thì bên em sẽ có những cái tư vấn cụ thể. Và bên em thì chuyên bán những hàng mới, cứng bóc hộp và hàng chính hãng, và có rất là nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ lại. Và đây là kho hàng bên trong nhà, và đây là cái kho hàng ở bên ngoài các bác nhé. Đây là cái kho hàng ở bên ngoài thì cũng còn rất là nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau để phục vụ các bác, thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.